Navi Al Jazeera rằng gói hỗ trợ quân sự mới nhất của Washington dành cho Kiev là rất quan trọng. Nedekiu nói, các gói viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine đang tập trung dần vào việc cung cấp khí tài hạng nặng, chứ không chỉ đơn thuần là các hệ thống phòng thủ như tên lửa chống tăng. Ông Nedekiu cho biết thêm, những khí tài này có thể tạo ra rất nhiều khác biệt, đặc biệt là khi trọng tâm của cuộc chiến chuyển sang khu vực Donbass. Ông nói, đây là vùng đất bằng phẳng, thích hợp cho việc sử dụng khí tài hạng nặng, chẳng hạn như pháo và xe tăng. Tuần trước, Nga cảnh báo Mỹ không cung cấp thêm khí tài cho Ukraine, nhấn mạnh rằng các lô hàng hệ thống khí tài của Mỹ và NATO có thể mang lại hậu quả khó lường. Nga cáo buộc cơ quan giám sát an ninh châu Âu làm gián điệp cho Ukraine. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE đã hợp tác với chính phủ Ukraine trong chiến dịch ở Donbass và cố gắng che đậy hành vi phạm tội của Kiev. Phó đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc nói trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 19 tháng 4. Trong cuộc họp, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky chỉ trích các cường quốc phương Tây, nói rằng họ đang tỏ ra đạo đức giả đối với cuộc khủng hoảng an ninh ở Ukraine. Mỹ và các đồng minh quan tâm đến lợi ích của họ hơn là lợi ích của người dân Ukraine, nhà ngoại giao nhấn mạnh. Ông tuyên bố, chúng tôi đã thu được bằng chứng mới nhất cho thấy phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE ở Ukraine chỉ đơn giản là để dung túng cho Kiev thay vì ghi lại các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn. Quan chức này cho biết Nga đang thu thập thêm bằng chứng để đưa ra vụ việc chống lại các giám sát viên. Ông Polyansky cũng đưa ra nhiều cáo buộc hơn sau khi tịch thu các phương tiện OSCE chính thức của quân đội Ukraine ở thành phố Mariupol. Ông cho biết đã có báo cáo rằng 8 ô tô, trong đó có một số được bọc thép, đã bị Ukraine phá hủy. Một trong số chúng có những dấu hiệu rõ ràng đã được sử dụng trong trận chiến. Ngoài ra cũng có các báo cáo tương tự đến từ những nơi khác ở miền đông Ukraine, ông nói thêm. Ban lãnh đạo OSCE đã nhận thức được vấn đề, nhưng họ chọn cách che giấu sự thật này chừng nào có thể, quan chức Nga tuyên bố. Ông nói thêm rằng những vụ việc như vậy làm suy yếu lòng tin vào những tổ chức quốc tế, nơi các quan chức phương Tây đóng vai trò chi phối. Quan chức này cho biết từ nay, Moscow sẽ đặt câu hỏi cho bất kỳ lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo nào ở Ukraine đến từ phương Tây. Ông nói, Nga sẽ phân biệt giữa tổ chức hòa bình giả và nỗ lực thực sự nhằm giúp Ukraine đưa ra các quyết định đúng đắn cần thiết về lâu dài. OSCE được mời đến Ukraine để theo dõi tình hình ở nước này vào tháng 3 năm 2014, ngay sau khi cuộc xung đột vũ trang ở Kiev làm bùng phát căng thẳng ở miền đông nước này. Phái đoàn giám sát đặc biệt SMM đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc quan sát thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy, được coi như phần đầu tiên của lộ trình tiến tới hòa bình, thỏa thuận Minsk. Giám sát viên